Dạ em xin chào các bác các anh đã ghé tới kênh Giày Si Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Nếu các bác nào mà có ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ủng hộ shop em với nha. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây, giày lười và dáng sneaker, form Nhật và form Ý cho các bác lựa chọn mang đi làm và đi chơi nha các bác. Mẫu đầu tiên em lên coi các bác đó là một em Regal của Nhật Bản nha các bác, sản xuất tại Nhật Bản ạ. Size chuẩn cân nó là size 39/39.5. Thiết kế của em nó là da bò hạt, khá là dày dặn nha các bác. Rất là dày dặn và chắc chắn luôn ạ. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Đây là dòng da bò hạt này các bác, rất là dày dặn luôn, bao bền, bao đẹp luôn bác các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn cân nó là size 39/39.5. Thiết kế của em nó là bộ đế da đã khâu. Đế da đã khâu chắc rất là chắc chắn rồi nha các bác. Dòng da này khá là dày dặn và chắc chắn luôn. Thương hiệu Regal này các bác, lòng trong dập hiệu Regal đến từ Nhật Bản ạ. Bộ đế còn rất là đẹp này, lòng vàng chóe rất là đẹp luôn. Size chuẩn cân nó là size 39/39.5. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 6, size 39/39.5, giá 600k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây size lớn này. Quá đẹp luôn các bác. Size chuẩn cân nó là size 43 nha các bác. Màu đen size 43. Màu đen size 43. Form rất đẹp luôn này các bác. Đồ mới em này còn khá là cao. Size chuẩn cân nó là size 43 nha các bác. Size 43. Đó. Đồ đế em còn rất là đẹp, đã khâu rất là chắc chắn rồi nha các bác. Size chuẩn cân nó là size 43. Thương hiệu X-Que đến từ Hàn Quốc ạ. Size chuẩn em nó là size 43 nha các bác. Đó, form rất đẹp luôn. Thương hiệu X-Que đến từ Hàn Quốc này các bác. Lòng trong dập hiệu X-Que. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 12, size 43, giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác một em len quần jean, quần kaki này các bác. Màu em nó là màu nâu đỏ nha các bác. Màu nâu đỏ, size chuẩn em nó là size 41 ạ. Size 41 màu nâu đỏ. Rất là đẹp luôn nha các bác. Thiết kế của em đó là làm bằng đế xốp cho nên mình mang cảm giác rất là nhẹ về êm chân. Dòng này thì các bác có thể phối quần jean, quần kaki. Mình có thể đi làm, đi chơi rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, đế của em đó đế xốp này các bác, cho nên mình mang cảm giác rất là êm chân luôn ạ. Size chuẩn em đó là size 41 nha các bác. Size chuẩn em đó là size 41 ạ. Lòng trong của em nó dập hiệu này các bác, rất là đẹp luôn. Cái lớp mút, lớp lót này rất là êm luôn nè, sở rất là mềm, êm tay nè. Size chuẩn kem đó là size 41 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 9, size 41, giá 450k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em để trên màn hình các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười da lụn ạ. Một em giày lười, thiết kế của em nó là bằng da lụn nha các bác. Màu đen, size chuẩn kem đó là size 39 ạ. Size 39 nha các bác. Size 39 màu đen rất đẹp luôn này các bác. Size 39 ạ. Màu đen size 39 nha các bác. Thiết kế của em bằng da, toàn bộ bằng da lộn này các bác. Da lộn màu đen này các bác. Dòng này các bác vệ sinh rất là dễ, bằng cách là mình có dơ thì mình giặt nước thôi nha các bác. Không cần lên xi gì hết. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu rất là đẹp này các bác, một thương hiệu nổi tiếng này. Đó. Size chuẩn kem nó là size 39 nha các bác. Đế kem nó rất là đẹp luôn nè các bác. Đế xốp, thương hiệu Vira, đế Vira mà dòng cao cấp rồi nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 3, size 39, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em Regal. Một em Regal form trơn, màu đen. Size chuẩn kem nó là size 41.5. Chân bác nào 265cm thì mang đôi này ok nha các bác. 265cm, chuẩn 41.5 nha các bác. 41.5 ạ. Màu đen rất là đẹp luôn nè các bác. Đó. Rất là đẹp luôn. Form dáng rất là đẹp ạ. Đế em nó còn rất là mới nè các bác. Dòng Regal thì em nào nó cũng khâu rất là chắc chắn rồi, cho nên các bác đi nước thoải mái luôn nha các bác. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Sản xuất tại Nhật Bản ạ. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu Regal nha các bác. Dập hiệu Regal. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 10, size 41.5, giá 550k.
tục em lên cho các bác một em màu nâu dày lười ạ. Màu nâu, màu này màu vàng bò, nó sáng nhưng mà nâu đậm nha các bác. Màu vàng bò, size chuẩn kem nó là size 41 ạ. Dòng này thiết kế của em nó là có bo chun này, các bác sọc vào sọc ra rất là dễ này. Đó. Size chuẩn kem nó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Màu vàng bò size 41. Đế của em nó là thiết kế đế xốp cho nên mà mình mang cảm giác rất là nhẹ về em chân nha các bác. Đế em nó đế xốp này, thương hiệu Vainer đến từ Italy nha các bác. Vainer là của Italy sản xuất nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 41 ạ. Size 41 nha các bác. Thương hiệu Vainer này dập bên trong nha các bác. Thương hiệu Vainer đến từ Italy nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 8 size 41 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày gù này các bác. Ôi em này còn mới còn đẹp lắm các bác ơi. Giày gù rất là đẹp luôn. Size chuẩn kem nó là size 41 nha các bác. Độ mới em này còn khá là cao luôn ạ. Mặt da em này khá là đẹp này các bác. Màu vàng bò nha các bác. Dáng gù nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 41. Ôi ôi đế em nó còn rất đẹp các bác này. Đế còn rất là mới luôn ạ. Dáng gù, dáng khủng bố. Size chuẩn kem nó là size 41 nha các bác. Màu này lên còn jean còn kaki rất đẹp luôn nha các bác. Đế của em nó cao tầm 4-5 phân nha. Đó, lòng trong của em nó phun ra dập hiệu bên trong này các bác. Đó, hiệu của em nó toàn chữ tiếng Anh không. Đó, size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 7 size 41 giá 600k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là chụp màn hình đôi giày và mã gửi qua số điện thoại Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em sneaker. Một em sneaker size chuẩn kem nó là size 39 nha các bác. Size 39 ạ. Size 39 màu đen này các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Thương hiệu đến từ Made in Korea của Hàn nha các bác. Dòng này dòng thời trang của Hàn Quốc nha các bác. Dòng thời trang mình lên quần sọc, quần jean kaki đều ok nha các bác. Đó, lòng trong của em nó còn rất là đẹp này các bác. Đó, phun ra toàn bộ nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Từng đường kim mũi chỉ đã khâu rất là chắc chắn rồi nè các bác. Đã khâu rất là chắc chắn xung quanh giày luôn. Đấy, cho nên mà các bác mang dòng này rất là bền luôn nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 11 size 39 giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười da đan. Một em giày lười da đan size chuẩn kem nó là size 42 nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 42. Thiết kế của em cái mũi và cái phần sau gót là da bò trơn toàn bộ nha các bác. Còn khu ở dưới này là hàng thiết kế da bò đan nha các bác. Da bò đan từng sợi nha các bác. Đục lỗ rất là thoáng chân luôn ạ. Size chuẩn kem nó là size 42. Size 42 nha các bác. Đó, rất là đẹp. Size chuẩn kem nó là size 42 ạ. Để em nó cao 3 phân nha các bác. Size chuẩn là 265cm. Form này chân 41.5-42 mang ok thoải mái nha các bác. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu toàn bộ này các bác. Dập hiệu bên trong nha các bác, rất là đẹp. Còn rất là mới nha. Size chuẩn kem nó là size 42 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 5 size 42 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em sneaker. Size chuẩn của em nó là size 39 màu đen nha các bác. Màu đen size 39 ạ. Màu của em nó là màu đen size 39 nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Màu đen size chuẩn của em nó là size 39. Đó, thương hiệu Tandy đến từ Hàn Quốc nè các bác. Bộ đế còn rất là mới luôn. Size chuẩn của em nó là size 39 ạ. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất là đẹp này các bác. Rất là đẹp luôn. Cái viền của em nó là khâu rất là chắc chắn rồi này các bác. Đó này. Đã bọc khâu rất là chắc chắn. Cái khâu jean của em nó nha các bác. Cho nên dòng này các bác mang đi rất thoải mái luôn ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 4. Mã 4 size 39 giá 450k. Mã 4 size 39 giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây. Một em giày tây công sở. Màu của em nó là màu đỏ mận nha các bác. Màu rượu vang nha các bác, rất là đẹp luôn.
màu này rất là đẹp và sang luôn. Size chuẩn cân nó là size 41.5 nha các bác. Size 41.5, chân 265cm. Đó, mặt da rất là đẹp này các bác. Độ mới em này còn khá là cao nha. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Đế của em nó là thiết kế là đế da đã khâu nha các bác. Đế da đã khâu rất là chắc chắn. Đó, made in Japan. Đôi này sản xuất tại Nhật Bản nha các bác. Đôi này sản xuất tại Nhật Bản ạ. Thiết kế của em nó là da bò đế da khâu. Da bò đế da khâu rất là chắc chắn luôn ạ. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu này các bác. Rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em nó là size 41.5 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 16, size 41.5, giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Size chuẩn của em nó là size 43 nha các bác. Size 43. Đó, form trơn đơn giản rất là đẹp này các bác. Size chuẩn của em nó là size 43. Đó, thương hiệu là thương hiệu Tandy đến móc, thương hiệu móc đến từ Hàn Quốc nha các bác. Móc đến từ Hàn Quốc ạ. Size chuẩn của em nó là size 43. Size 43 nha các bác. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất đẹp nha các bác. Size chuẩn cho em nó là size 43. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 02, mã 2, size 43, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Ở form này rất là đẹp này các bác. Size chuẩn cho em nó là size 40.5 ạ. Size 40.5. Mặt da rất là đẹp. Chỗ này là dập vân, những vân đà điểu nha các bác. Dân da đà điểu. Size chuẩn cho nó là size 40.5 nha các bác. Đây là mặt da em này dập vân đà điểu rất đẹp này các bác. Size chuẩn cho nó là size 40.5 nha các bác. Size 40.5 ạ. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất đẹp nha các bác. Size chuẩn cho em nó là size 40.5. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 15, size 40.5, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em để trên màn hình các bác nha. Tiếp theo em lên cho các bác một em giày dáng gù. Size chuẩn của em đó là size 39 nha các bác. Size 39 ạ. Em này sản xuất tại Myanmar nha các bác. Đó, mặt da rất là đẹp luôn. Màu đen, sản xuất tại Myanmar. Size chuẩn của nó là size 39 ạ. Đế của đế dòng đế này rất là chắc chắn nha các bác. Ôi ơi, đế này thì bao cày luôn ạ. Rất là bền bỉ luôn ạ. Size chuẩn của nó là size 39, sản xuất tại Myanmar nha các bác. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất đẹp luôn nè các bác. Đó, có thông số size bên hông luôn. Size chuẩn của nó là size 39 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 13, size 39, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em DB. Em này là đến từ USA nha các bác. Em này đến từ USA ạ. Size chuẩn em nó là size 39 nha các bác. Size 39, dòng da này rất là dày luôn nha các bác. Da khá là dày luôn đấy ạ. Rất là dày dặn luôn. Cầm rất là đầm tay và nặng tay luôn nè. Đó, size chuẩn em nó là size 39. Đây, size 39, mặt da rất là đẹp. Đó, em này đế đã được khâu rất là chắc chắn luôn này các bác. Đó, lòng da khá là dày dặn luôn. Cầm con giày cảm giác rất là nặng tay luôn đấy nha. Size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Size 39 nha các bác. Đây, bên trong có mã số code này. Đó, rất là nhưng mà mờ khó thấy. Đó, size chuẩn kem nó là size 39 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 14, size 39, giá 600k, sản xuất tại USA. Tiếp theo em lên cho các bác một em bốt cổ lửng. Thiết kế của em nó là có khóa bên hông này các bác. Đó, sạc bên hông. Size chuẩn của em nó là size 39 trên 39.5 nha các bác. Size 39 trên 39.5 ạ. Đó, rất là đẹp luôn này các bác. Đế của em nó thiết kế cao 4 phân nha các bác. Cao 4 phân. Đó, đế cao 4 phân này. Đó. Size chuẩn của em nó là 39 trên 39.5 nha các bác. Rất là đẹp luôn ạ. Bộ đế em còn rất là mới nha các bác. 250cm. Chân bác nào tầm 39 đến 39.5 là mang em này thoải mái luôn nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 1, size 39.5, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em để trên màn hình các bác nha. Em xin chào các bác, em hẹn các bác vào live buổi tối nay nha.